nghệ phải ngỡ ngàng khi biến trợ lý ảo thành người thật. Microsoft đã giới thiệu công nghệ mới của mình trên sân khấu của sự kiện Microsoft Inspire Partner diễn ra ở thành phố Las Vegas ở Mỹ hôm 17 tháng 9 vừa qua. Julia White, giám đốc bộ phận điện toán đám mây Azure, đã xuất hiện trên sân khấu sự kiện với chiếc kính thực tế ảo HoloLens thế hệ thứ hai do Microsoft phát triển. Một máy quay đặc biệt đã được sử dụng để những người trong hội nghị có thể nhìn thấy được những gì mà Julia White có thể nhìn thấy thông qua chiếc kính thực tế ảo của mình. Nhờ chiếc kính thực tế ảo này, Julia White đã có thể tạo ra cho mình một trợ lý ảo. Với điểm nhấn là hình hài của trợ lý ảo này giống hệt với Julia White, cả về ngoại hình lẫn trang phục. Điều kinh ngạc không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi được hiện hình, trợ lý ảo do kính thực tế ảo HoloLens tạo ra có thể nói trôi chảy một bài diễn thuyết bằng tiếng Nhật. Với giọng nói của chính Julia White, dù trước đó bà khẳng định rằng mình không thể nói tiếng Nhật, mặc dù Microsoft chỉ mới giới thiệu bản thử nghiệm của công nghệ mới, nhưng công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích trong tương lai chẳng hạn có thể tạo ra các bản thuyết trình hoặc giới thiệu sản phẩm để người khác có thể xem qua kính thực tế ảo hololens thay vì phải thuyết trình hoặc giới thiệu một cách trực tiếp công nghệ dịch bằng trí tuệ nhân tạo cũng có thể giúp dịch nội dung các bài thuyết trình hoặc giới thiệu qua các ngôn ngữ khác để có thể xóa đi các giới hạn về ngôn ngữ